Xin chào các cụ nha. Em là Nam đến từ kênh Ký sự câu cá Đắk Nông. Và theo nhu cầu của dân câu là hay đi thả mồi các cụ. Thả mồi mà mình ném thì lại không được xa, mà mắc vào cần để mà quăng thì lại quá mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều thủ tục đường rà. Thế chúng em mới hôm nay mới sáng chế ra cái súng bắn mồi lăng xê nhá. Yêu cầu của nó là phải bắn cái quả mồi của mình lên mà đi xa mà không bị vỡ ra, bắn trụ vào một ổ. Đấy, thì dụng cụ của chúng ta có tất cả là đầu tiên là một cái chạm bằng gỗ nhá. Các cụ nào có mắt thẩm mỹ thì kiếm cái chạm nó cân hơn một tí, em thì không kiếm được cái chạm nào cân nên sử dụng cái chạm như này. Đấy, chiều rộng ít nhất phải được 20 nhá, chiều rộng 20 này, khoảng cách hai chạm 20 này, một cái chạm bằng gỗ. Thứ hai là thun, lê thun là để mình làm cái dây đà các cụ, dây đà kéo này. Ba là kim chỉ, bốn là kéo, năm là cái dây để buộc, ý mình cắt nhỏ cái này ra để buộc. Và cái quan trọng nhất là cái để chứa mồi các cụ ạ, cái tay mà để chứa mồi đấy. Cái đó thì chúng em suy nghĩ rất là lâu rồi, nếu mà mình làm cứng quá ấy, thì lúc mình bắn đi sợ nó sẽ phản vào tay rất là đau, mà mềm quá thì nhiều khi mình cầm vào mình bắn đi nó sẽ bị vỡ quả mồi. Đấy, qua nhiều ngày suy nghĩ thì chúng em mới nghĩ ra là chỉ có một cái hết sức thích hợp để làm cái bộ phận đấy. Đây các cụ, đố các cụ biết là cái gì? Đây các cụ, áo cóc xê nhá, cóc xê, áo lót của phụ nữ cụ, thì nó có 2-3 lớp ấy, khá là dày, nó vừa đủ độ, không cứng quá nhá, mà cũng không là nhão quá. Đấy, nó lại có cái chữ vụn vụn mà như này đấy, mình cho mồi vào trong này bắn đi không bị vỡ, cực kỳ hiệu quả nhá. Mà các cụ nào đi lưu ý là các cụ nhớ kiếm cái size lớn nhá các cụ, chứ các cụ nào hưng kiếm size bé là bắn đi được ít là em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Đấy, ở nhà các cụ không có thì sang hàng xóm xin nhé. Bây giờ là chúng ta vào công đoạn bắt đầu. Bật thanh ra tiền mở. Đầu tiên em sẽ đan hai cái dây đà bằng dây thun này. Dài tầm 5 phút trong hóa trang. 下楼催也许没用我有不久你的衬衫隔着微笑你撇了一双星球鞋你的发型那么亮眼我要揭露脚一点你俯视暴露我缺点你随身写的我照片你的笑容和我心弦 cắt nhé. Bước thứ hai là cắt đôi cái này ra nhá các cụ, cắt đôi ra. Thank you.
em đã khâu xong hai cái dây đà vào cái núm rồi nhá, cái núm. Bước tiếp theo, một bước hết sức quan trọng là các cụ không thể cầm cái này mà bắn đi được, nó sẽ bị vỡ mồi ngay, nên mình phải khâu một cái tay quai chỗ này, bắt từ đây qua cái tay quai. Các cụ mình chỉ cầm được phép cầm trong cái tay quai thôi, không được phép cầm như thế này nhá. Ok, sau các công đoạn này rồi, ta có tay nắm này, hai đai đã được khâu chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ buộc vào cái chặng nỏ này nhá, chặng băng ngạnh này nhá. Ta sẽ buộc vào đây. Đấy. Ok, đã xong các cụ. Đây, chúng em đã khâu xong hai đài và buộc vào cái chặng này rồi các cụ ạ. Lưu ý nha, các cụ nhớ nha, cái ở sau này mình phải làm cái tay núm nha, để mình cầm nha, chứ không mình cầm cả nó sẽ vỡ mồi đấy. Đấy, giống như cái chặng lá hồi trẻ trâu hay làm đấy các cụ. Đấy, đẹp không? Rất đẹp nha, bằng cóc C nha. Bây giờ các cụ và chúng em sẽ đi thử test bắn mồi.